ability, ability, a, uh, ability. Âm đầu là âm a, uh, a, uh, abiller, b, abiller, a, uh, l, ability, 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 ability. Các bạn nghe, toàn là âm ngắn a, uh, e, i, a, uh, Chỉ có âm y cuối là âm dài. Ha. Uh ability hay là ability 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 mình không có đọc là ability nha không đọc a bí bí là âm y dài rồi mà nó ability 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 nha hey, các bạn chúng ta có các cái cấu trúc sử dụng cái từ ability này cái đầu tiên we have no doubt of his ability His ability, my ability, your ability, her ability Khả năng của ai đó thì thêm cái uh, tính từ uh, sở hữu vào We have no doubt Chúng tôi không có nghi ngờ gì Cái chữ doubt này, cái âm bờ bị câm Cho nên các bạn đọc là out, doubt 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 We have We have Nhớ âm vờ A Ha, ha vờ, vờ, have have, vờ Chứ không có we have We have gì nha mà là we have have a à, ha have. We have no no doubt. We have no doubt. Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì, đến đây là chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì, nhưng không nghi ngờ về cái gì đó thì bạn thêm cái giới từ a phía sau doubt. We have no doubt of his ability. We have no doubt of his ability, of her ability, uh, of your ability. We have no doubt of your ability. Chúng tôi hoàn toàn không có nghi ngờ gì về khả năng của anh ấy. He has the ability to do the job. He has the ability to do the job. đây cũng là một cấu trúc tiêu biểu, biểu trong cái cách sử dụng cái từ ability này. have the ability, have the ability. còn anh ấy là he has. he has the ability, the ability. cái chữ the nằm trước cái danh từ bắt đầu bằng nguyên âm thì nó đổi thành the, e. The, he has the ability to do the job. Job, j j a, job, job, the job, the job. Đôi khi người ta đọc the job, job nhưng mà lúc đó chỉ là âm giờ dài thôi. Còn này là chữ job, job, job. He has the ability to do the job. Anh ấy hoàn toàn có năng lực, có khả năng để làm cái công việc này. You have the ability. You have. You thì phải đổi thành have the ability to do the job. I have the ability to do the job. Uh, he has, she has the ability to do the job. Kong they là they have the ability to do the job. This job is beyond my ability. Ngoài khả năng thì có nghĩa là beyond my ability. This job is beyond my ability. Is beyond. Beyond something là nằm ngoài cái gì đó, ngoài có nghĩa là hơn hẳn cái gì đó hay là bên ngoài cái gì đó, mà nó nằm ngoài cái khả năng có nghĩa là cái cái công việc này nó đòi hỏi nhiều cái khả năng hơn là tôi có. This job is beyond my ability, hay beyond her ability, his ability, their ability. This job is beyond my ability, ability, ability. Uh, việc này nằm ngoài khả năng của tôi. She lacks the ability. She lacks. The ability. cô ấy thiếu năng lực. I lack the ability. còn she là she lacks the ability. Ability, ability, ability. từ bên ngoài nói thế nào thì vào bên trong câu phải nói thế đó. ở ngoài mình nói là ability thì bên trong là the ability. She lacks the ability, 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 ability. Nha các bạn. Do it to the best of your ability. hãy làm nó, hãy thực hiện nó to the best of your ability là hết năng lực của bạn làm hết trong khả năng của bạn ha, vận dụng hết khả năng để làm điều đó thì cái to the best of your ability là một cái cụm để thể hiện là hết năng lực có nghĩa là làm hết năng lực làm hết sức ha. do it to the best of your ability the best of the best of your the best of best of best of chữ of âm cuối là âm vợ. Best of your ability. Your ability. Your ability. Do it to the best of your ability. Do it. Thay thế bằng cái cụm từ là Take care of her. Hãy chăm sóc cho cô ấy. Take care of her to the best of your ability. Take care of your parents to the best of your ability. Hãy chăm sóc bố mẹ của bạn to the best of your ability. Là hết khả năng của bạn nha những cấu trúc này là những cấu trúc hay nhất để sử dụng cái từ ability hy vọng là các bạn gặt hái được từ này sau cái video này